giật mình anh em ạ. Anh em nghe cái bài này có thấy cái gì nhớ không anh em? Độ 10, 10, 12, 13 năm trước là bài này đỉnh cao anh em ạ. Mới ra. Đấy, đang tiến hành sửa con loa X-Bomb anh em nhá. X-Bomb dòng này thì rất hay bị cái bệnh là bật to sập nguồn anh em ạ. Nói thế cho nó dễ nhỉ. Bệnh này gần là kinh điển của dòng này rồi. Ông nào mà dùng thì gần như là tỷ lệ dính cực cao luôn anh em ạ. Đấy, hẹo cực cao luôn nhá. Vừa mới fix xong ấy, quay cho anh em xem. Bật thử nhạc cho anh em lên nhá. Đấy, lên thử nhạc cho anh em xem. Đấy, đã fix xong bệnh bật to sập nguồn. Nó còn một số bệnh nữa cơ nhưng mà bệnh này bệnh cơ bản nhất rồi. À, tiếng gần như kịch anh em nhá. Đấy là cái bệnh cơ bản nhất của dòng này. Còn cái vấn đề nạp hay là nạp ấy thì nói rất nhiều rồi. Anh em xem video mình thì đều biết rồi. Thường mình sẽ nói về vấn đề nạp là nạp thì không dùng mà dùng không nạp, và sau đó là dùng nạp thì sử dụng loại nạp 5V anh em ạ, thì là giải quyết hết vấn đề. Chả có bệnh gì con này cả. Con này nó chỉ có hay cái bị bệnh này thôi. Đấy, sau đó là vấn đề nữa là loa dè. Loa dè thì đơn giản, con ý thì quá ngon rồi anh em, dễ. Nói chung là dòng PL7 này nó rất là lành anh em ạ. Ở gân cao su trước thì nói chung cũng bền. Chạy tầm 3-4 năm hoặc 4-5 năm nữa thay cái bàng xong thôi. Nó ít hỏng vặt anh em ạ. Nên nó thế cho dễ. Loa to, âm thanh khỏe, cũng đèn đóm, cũng ghép loa các kiểu, chả thiếu gì luôn cả anh em ạ. Và dòng này thì chất âm nó sẽ gần như là đứng cùng bảng với con XB41 ấy. Nó tiếng trống nó thua một chút thôi anh em ạ. Còn lại tiếng kép và các cái chế độ nó đều ngang nhau. Pin trâu anh em ạ, nói luôn con này pin trâu. Con này pin của nó cơ chế hoạt động cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Bền, khỏe, chạy 4-5 năm là chuyện bình thường. Này, test nhạc lên nhá. Đấy, kịch nhá. Bình thường anh em bật nhỏ thôi, bật to phát là ạc ẳng ẳng ngay anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thì ok rồi, chạy thoải mái luôn. Để cho anh em xem nạp nhá. Test nạp cái cho anh em. Đây, test nạp cho anh em xem nhá. Bật test loa này nó hay dính bản quyền là nhạc lắm anh ạ. Bây giờ nó cái hệ thống AI nó quét kinh luôn. Nó chất lượng quét rất tốt luôn. Đây, cắm nạp lên đèn đỏ nhá. Đấy, nhìn nó ok, vì con này là đang fix ở vấn đề là bật to sống nguồn. Nên là đèn đóm thì gần như là ngon hết rồi. Ok. Đấy. Cho thử xem có bài nhạc nhưng mạnh hơn nữa không, để test cho anh em xem.